Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review xe độ của Hai Bánh. Hiện tại Huy đang có mặt ở Bình Thạnh và tại khu vực radar của tự Thanh Đa luôn. Và ngày hôm nay Huy sẽ review một chiếc xe Z1000 thần thánh của chú tự thực hiện cho một người khách. Và đặc biệt trên chiếc Z1000 này, anh em nhìn vào thì cứ như là như zin mà thôi, đúng không? Đâu có món đồ chơi, đâu có gì nổi bật đâu. Nhưng cái nổi bật nó nằm ở góc này nè, bờ mông. Bây giờ Huy không thể nào mà gọi là mông to được nữa, tại vì những chiếc xe phân khối lớn á, thường thường người ta gọi là mông to rồi. Còn đối với Huy thấy hiện tại gọi là mông béo nó sẽ chính xác hơn, y chang như những cái mông của mấy bà bên châu Phi chà bá bự như nè đó, lắc rồi đó, y chang luôn em, không khác cái gì hết á. Và Huy sẽ chia sẻ chi tiết để xem cái cách gắn như thế nào và cái khó khăn gì trong quá trình gắn. Còn bây giờ bắt đầu video. Thì chú tự chia sẻ với Huy á, là chiếc xe này từ lúc khách gửi mà tới lúc thực hiện xong để giao xe cho khách là gần 1 tháng. Và cái chất xám bỏ ra rất là nhiều. Cái phần mà chế cái gắp sau cũng như là cái mâm làm sao gắn lên hoàn thiện mà vừa có độ thẩm mỹ cao mà vừa có thể di chuyển lại một cách rất là bình thường được. Đó, chứ không phải độ chế là chỉ để chạy trên Facebook mà thôi, mà phải chạy ở ngoài đường được. Và trên chiếc xe này, từ một bộ áo xanh Kawa của đời 2017, giờ đây nó đã trở nên gấu hơn, trở nên ngầu hơn, với một bộ áo màu đen nhám. Đó, nhìn đi, y chang như bộ áo của Batman luôn. Và chú tự cũng là người sơn nó luôn. Đó, nói chung là tất cả các chi tiết trên chiếc xe này thay đổi đều là do chú tự, do radar tự Thanh Đa thực hiện, chứ không phải lọt bất kỳ chi tiết nào ra ngoài cả. Ở đây anh em sẽ thấy nè, cùm thắng với cùm côn, dù sử dụng cùm zin nhưng mà khúc tay thì Huy thấy đây là tay của ASV, một thương hiệu đến từ Ý ha anh em. Và ở đây có núm chỉnh nữa, núm chỉnh thì núm chỉnh xinh xi hai phía luôn. Rồi còn lại chi tiết phía trước thì như zin, không có gì để nói nữa. Bây giờ Huy sẽ nói về bộ mông. Cái bộ mông này nó khác với những bộ mông mà anh em thường thấy, cứ nói là mông to mông béo, nhưng thật sự anh em phải hiểu rằng anh em mua những cái gấp độ chế sẵn rồi gắn vào như zin, hoặc là anh em mua những cái mâm có kích thước lớn hơn gắn vào, anh em gọi đó là mông to và mông béo. Nhưng đối với chú tự thì tất cả đều được thực hiện bằng tay, gò bằng tay. Đó, nó không qua bất kỳ một sản phẩm nào mua bên ngoài cả. Và ở đây gấp là một cái gấp gia công bằng tay, tốn rất nhiều thời gian luôn và ý tưởng. Đó, em sẽ thấy cái độ thẩm mỹ rất là cao và nó dạng ống, nhìn rất là cứng cáp và chắc chắn. Những cái chi tiết nè, rất là độc lạ luôn anh em. Không những là gắn vào mà có độ thẩm mỹ mà còn phải tính toán nhiều thứ lắm. Tính toán từ phuộc nè, cái vị trí phuộc á, Huy thấy á là vẫn như zin nè, nó không thay đổi gì hết. Cái vị trí bắt phuộc vẫn như zin luôn. Đó, làm ra một cái bát và một cái lẫy nè. Chi tiết này anh em sẽ dễ dàng thấy hơn nè, nhìn nó rất là hầm hố luôn. Cái gấp và tính toán làm sao mà để quay bánh nhẹ nhất và có thể di chuyển được lại là một điều khó. Bởi vậy chú tự nói ngày nào á, trong cái thời gian, trong cái quá trình á mà làm cái gấp này nè, ngày nào chú cũng ăn rất là nhiều cơm để có chất xám và để suy nghĩ ra được cái gấp này, rất là kỳ công luôn. Và chú tự còn khẳng định ra, nếu bây giờ một vị khách nào đến đây nữa và kêu làm một cái gấp tương tự như vậy thì cũng rất là khó khăn đối với chú. Bởi vì cái ý tưởng này chỉ là ý tưởng nhất thời mà thôi. Đó, một ý tưởng rất là táo bạo. Và ở đây thì cái vị trí mà chốt của cái gấp là một cái vị trí, cái hình nó đầu đạn và nó là inox, nhìn rất là đẹp luôn em. Đó, cái mâm chắc chắn là sẽ nhiều anh em thắc mắc. Và đây theo Huy biết được nó là mâm xe hơi, và cái đường kính của nó sẽ là 18 inch, và cái bảng rộng của mâm sẽ là 9.5. quá trời bự luôn em, 9.5. theo Huy biết hiện tại luôn á, cái gấp của những chiếc xe phân khối lớn á, 6 chấm hoặc 6.5 là maximum, là đỉnh lắm rồi. Còn cái gấp này là gấp của xe hơi cho nên là cái bề ngang của nó cực kỳ luôn, rất là rộng. Và quan trọng là chế gắn làm sao để lên được nó là một điều rất khó khăn. Phải làm lại rất nhiều chi tiết công đoạn, cục canh này nọ các thứ, rồi làm lại cấu trúc bên trong của cái mâm nữa, nhiều thứ lắm. Nói chung là chú tự nói bla 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 cho Huy, Huy cũng chả hiểu được bao nhiêu cả. Thật sự luôn, chỉ có người trong nghề họ mới hiểu được thôi, chứ Huy sao hiểu được. Huy tay ngang mà anh em, chỉ là thấy đẹp nên muốn chia sẻ cho anh em thôi.
Và cái đĩa thì ở đây nè, anh em sẽ thấy ở vị trí tiếp bên này thì anh em sẽ thấy cái đĩa. Là cái đĩa này là đĩa của thằng CBR. Đĩa của thằng CBR ở đây. Và muốn chạy được gắn hoàn chỉnh con heo diêm với cái đĩa này thì phải làm một cái thớt lồng, cái thớt mà nằm bên trong này đó, và làm một cái bát, cái bát của cái đĩa thôi, cái bát của con heo nha, cố định con heo nè, nó dài từ đây nè cho ra tới đây luôn, và ra tới đây là thành coi như là làm kiển gì đó, cũng như là cái cách mà bảo vệ cho người ngồi sau lỡ mà có bị hụt chân này nọ trong lúc đang di chuyển thì cũng hạn chế cái tình trạng là cái chân gớt lọt xuống đây ha, để cả sên này nọ vô thì rất là nguy hiểm luôn đó. Và ở đây thì cái khung này là cái khung ống nhìn rất là hay, rất là kỳ công, phải nói thật sự luôn á. Nguyên cái gắp này là gia công bằng tay luôn anh em sẽ thấy những cái chi tiết rất là kỳ công. Và cái bình này bình nước mát phụ giấu bên trong, bây giờ làm cái gắp này cho mày lòi ra ngoài luôn cho nó đẹp đó, bình nước mát phụ nè. Và dây dầu thì được uốn theo nó luôn, uốn theo cái đường cong của gắp luôn, phải nói là hoa mỹ của chú tự cực kỳ cao luôn, rất là đẹp. Và đối với cái bầu mông này thì như hồi nãy Huy chia sẻ cho anh em đó là 9.5, thì cái lớp của nó bây giờ là bao nhiêu ta, cái lớp này là lớp Metzeler nè, để Huy xem coi, 280. Wow, nếu mà lớp của anh em thường thường đi là 180, 190, 200 thì cái lớp này lên tới 280 luôn, 280/35. Quá trời bự rồi, cái này là bánh béo rồi anh em, chứ đâu phải gọi là to nữa. Để coi còn gì chia sẻ cho anh em không. Rồi bây giờ Huy sẽ chạy thử luôn. Tại thực sự ở đây thì Huy chỉ muốn cho anh em xem cái mông béo này thôi. Bây giờ Huy sẽ chạy thử coi cái độ ổn định của nó như thế nào khi di chuyển. Huy sẽ đưa ra những cảm nhận thêm ha. Cảm nhận của Huy mà khi ngồi lên á, chuẩn bị chạy thử cho anh em á, thì rất là phấn khích luôn. Và đặc biệt là chiều cao Huy không biết là có thay đổi hay không, nhưng mà cá nhân Huy cảm nhận được á, so với chiếc Z1000 mà anh camera trong công ty của Huy á, thì là cảm giác chiếc này nó đã được lùn hơn xíu thôi à, nên là Huy cảm giác là thoải mái hơn rất là nhiều. Bây giờ thì Huy sẽ thử chạy thử coi sao cảm nhận, rồi thêm chia sẻ cho anh em. Wow, phấn khích quá anh em, Z1000 thần thánh 4 máy ha. Bánh béo thì tất nhiên cá nhân Huy sẽ cảm giác là yên tâm hơn rất là nhiều. Nó nặng quá. Anh phụ em kéo em, phải nhờ anh thợ kéo qua luôn. Và đây là anh thợ cứng luôn á, tay trái của chú Tự luôn. Cái bô này thì cũng được chú Tự móc lại rồi, cho nên là nghe cảm giác rất phấn khích luôn. Dù nó là bô zin thôi, đã móc bên trong rồi. Chú Tự anh em, không phải là độ chỉ để chạy Facebook mà độ chạy rất là phấn khích thoải mái luôn. Và cảm giác cái Huy bây giờ rất là an toàn, bởi vì cái mông sao nó quá béo rồi, nó bám đường nhiều lắm. Cảm giác ôm cua cũng thoải mái nữa. Lâu rồi mới được làm một chiếc phấn khích như thế này. Thank you.
phiêu luôn anh em. Chắc hẳn là chủ xe ảnh rất tự hào với cái bản độ này. Và sẽ nhiều anh em thắc mắc là về cái giá trị, cái số tiền mà để bỏ ra để độ như thế này, thì do anh chủ xe cũng là một người bạn thân thiết với chú Tự, và đây là cũng một bản độ mà chú Tự cũng chưa nghĩ là sẽ tiếp theo cho những chiếc thứ hai, thứ ba, cho nên là chú Tự cũng nói với Huy á là cho xin là không tiết lộ về giá ha. Còn nếu anh em nào muốn biết, muốn độ như thế này thì cứ liên hệ chú Tự, nhấc máy lên. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Và màn chạy thử vừa rồi thì cũng đã khép lại buổi review xe độ ngày hôm nay rồi. Và đây là một bản độ mà chú Tự muốn gửi gắm đến anh em, không những là cá nhân Huy mà đến những anh em mà đang có những cái sở thích mà độ mông toi thế này, mông béo thế này, thì đây cũng là sự chọn lựa rất hợp lý luôn. Và nếu anh em muốn có nhu cầu độ thế này thì anh em cứ đến chú Tự sẽ chia sẻ cho anh em những bản độ tương tự thế này để làm chiếc xe của mình. Và anh em đừng quên để lại cho Huy một like, subscribe, nhấn chuông để ủng hộ tinh thần của Huy về kiếp hai bánh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em.